Ok, hello chào anh em, mình là Bảo Nam đây. Tiếp tục đến con game MMO truyền kỳ .co thì ngày hôm nay mình sẽ tích lũy mốc nạp 26M để ném búp anh em nha. 26M thì được 3 mảnh ghép đá ma với 3 mảnh ghép đá thần. Cái này thì chưa ép được lên lên viên đá thần này, nhưng mà đá thần bây giờ à quên, đá nâng cấp bây giờ cũng khá là rẻ, không không quá đắt đâu. Được 3 búp dinh men này, hy vọng ra dinh men thần này nha, và ra đầu cấp 7. Cấp 7 bây giờ nó server này nó giá rất là thấp mọi người. Người toàn chơi đồ cấp 4 thôi, không ai chơi đồ cấp 7 hết, nên là giá trị rất là thấp. Đây là mốc 26 triệu em nha. Rồi mình sẽ ném búp ngọc trước. Ra đây ít B ít S là được rồi, hạnh phúc rồi. Mở màn nào. Về bờ. Rồi ôi về bờ thật luôn anh em ạ. Quá về bờ rồi đấy. B. Đây ngọc tâm linh thế là được rồi. 58 tâm linh rồi đấy anh em ạ. B. Hai viên ngọc sáng tạo ở đâu nhỉ? Tiếc ghê luôn đấy. Ok, tiếp tục đến búc cấp 7 em nha. Xong mình sẽ up chùy vương, hôm sau mình sẽ chuyển sang DK công thành chiến. Công thành chiến thì cần chùy để làm choáng để đi ôm phong ấn đấy mọi người, rất quan trọng. Tí là up cái cây chùy vương này lên cộng 11 xem được không. 11, 13 được thôi mà, không còn nhiều. Mình chủ yếu là đánh bằng kiếm rồng cấp 2 nếu mà solo 1-1 đấy. Còn đi công thành chiến thì bắt buộc phải có chùy thôi. Mình là chủ liên minh mà. Map này khả năng hơi hơi khoai đấy nhỉ. Mình tiếp tục lên cái map swap thôi. Tiếp tục lên cái master warp này ném đồ cấp 7. Về bờ hay 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 12 cái là êm cơm rồi anh em ạ. 12 là êm cơm luôn, 2%. Cái này cũng 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 được anh em nhá. 2% này là cũng có ra gì đấy. Nói chung là khá là ngon, cây này thuộc hạng VIP rồi. Không còn gì để nói rồi, cấp 7 mà lại 2%. Tiếp theo này, cái này mới tầm 3 4 lít anh em ạ. Ra cung ra nó là đẹp. Tao sinh mệnh 20 không lắc cũng được, cần dòng 20 thôi. 20. Ui chưa 2% này. Ngon thế. Được đấy. Chuẩn bài đấy. Vũ khí là có giá trị hơn là trang bị anh em, búp cấp 7 này. Vũ khí. Vũ thần long, 5 phản hồi sát thương không. Ui giời ơi 53 luôn anh em ạ. Cậu đấy, 53 là ngon rồi. Này là khá là ngon rồi anh em nha. Tiếp tục đến búp dinh ben, hy vọng ra được cái dinh ben băng gió. À, cái dinh băng hoặc dinh gió là được, ra dinh băng đi, sở cái dinh băng ra luôn cái dinh băng này. Anh em tin phát này tới ra dinh băng 4 năm không? Ra quả dinh băng 4 năm cho anh em thấy. Cho nó chuất anh em ạ. Dinh băng 4 năm. Về bờ. Ui, anh em thấy gì không? Dinh băng 4 năm kìa. Tin là mở bát nha, dinh băng. Dinh băng. Nhấn động mở luôn. 4 giải sát thương cái này ngon. Ra cái dinh băng rồi là về bờ dinh băng. Dinh băng nhận phép thuật anh em ạ. Ui trời ơi cái dinh băng này ra 4 năm thì êm xuôi luôn này. Khả năng đánh đòn 10% anh em ạ. Ác liệt nha. À ra còn 4 năm phải êm xuôi, cái này đang hơi cùi. Cũng ra gì đấy. Được quá dinh băng rồi nhưng mà không có 4 năm anh em. Hơi hơi tiếc tí. Hơi tiếc tí nhưng mà thôi không sao. Bây giờ mình sẽ đập cái cây chùy vương này lên cộng 9 nó sáng. Cứ đập bằng S không thôi anh em nha. Trải nghiệm bằng S coi. Hai này. Hai. Ok. Ba viên chưa lên. Hai. Ba. Bốn. Xong rồi. Cái điệu này là nghi nghi. Đập luôn bằng B nó nhanh. Năm. Sáu. 7 8 ôi toạch thế nhỉ. 8 thì còn về 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 không nữa ấy. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 được. Thế là cũng ngon rồi anh em ạ. Trên 9 là ép, bây giờ mình sẽ ép đến cộng 11 luôn anh em nhỉ. Để chuẩn bị chuyển sang DK để đi công hành chiến đấy anh em ạ. Cũng căng. Quên nãy giờ không bật cái âm thanh rồi. Ồ không còn à. Nháy nháy thử hai phát. Quả dinh băng khá là ngon. 1 viên trao, một cái bùa. Hai cái ai bộ tỷ lệ mua đây nó rẻ hơn anh em này,
nó bán vô tỷ lệ khá là nhiều. Đâu rồi nhỉ? Đây, 12k. Múc luôn chứ tội gì không múc. Bán gì không múc anh em nhỉ? 60%. Rồi, 11. Mua thêm 2 cái nữa. Làm lên 11 trước thôi. Làm xét đầu 11 trước là đi công thành chiến thằng êm rồi. PK cộng 11 mà xét 4 5 này cũng ra gì đấy. Gọi là đối thủ cũng phải mãi mới chết rồi anh em ạ. Năm 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 11 luôn anh em nha, ngon lành luôn. Mình sẽ bùi xét DK thần thì mai mình sẽ bùi sau. Video của mình đến đây cũng là kết thúc rồi. Ngày hôm nay ném được ra là cái dinh băng khá là có tiền anh em nha. Băng này nó dao động khoảng tầm đắt phết đấy, cũng đắt đấy anh em nha, rất là đắt đấy. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Cái cung này cũng được này, đao sinh mệnh này cũng ngon, đại khái toàn đồ ngon hết, mũ này cũng ngon. Bye bye anh em nha.